Thưa quý vị, rút kinh nghiệm từ việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 ở năm học 2020-2021, công tác chuẩn bị cho việc triển khai chương trình mới đối với lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022 được các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ động thực hiện ngay từ đầu năm học. Vượt qua những khó khăn bỡ ngỡ ban đầu, kết thúc học kỳ 1, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã bước đầu tạo những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng dạy và học ở lớp 1. Để chủ động tiếp tục triển khai chương trình ở năm học sau, ngành giáo dục thành phố đã rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nguồn lực, cũng như có kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những năm sau, thì đầu tiên thì công tác tuyên truyền, nhà trường hết sức chú trọng với công tác tuyên truyền và công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Giáo viên chính là cái yếu tố, cái nhân tố quyết định cho cái sự thành công của cái chương trình này. Với bậc học trung học cơ sở, năm học 2020-2021 là năm bản lề để chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 6 từ năm học 2021-2022. Song song với công tác chuẩn bị, giáo dục trung học đã vận dụng nhiều hình thức tổ chức và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh là bước đệm để giáo viên làm quen, từ đó thuận lợi khi chuyển sang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhà trường là tập trung rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng bộ môn để đảm bảo là được khai thác một cách hiệu quả nhất. Và một cái nội dung rất quan trọng đó là nhà trường tập trung trong cái công tác bồi dưỡng đội ngũ. Dự kiến là đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 thì nhà trường sẽ thực hiện theo cái chỉ đạo của sở là sẽ bồi dưỡng 3 module đầu tiên cho toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường. Bên cạnh chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và cộng đồng về đổi mới chương trình, sách giáo khoa được ngành giáo dục thành phố đẩy mạnh. Trong đó, ngành chú trọng tuyên truyền về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Năm 2021, thì ngành cũng sẽ tiếp tục theo lộ trình là sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Và năm 2021 cũng là năm chuẩn bị cho năm học 2021-2022 đối với việc chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông mới của lớp 2 và lớp 6. Hiện tại thì lực lượng giáo viên cũng đã được chuẩn bị đối với sách giáo khoa lớp 2, lớp 6. Sau khi hoàn thiện bộ sách xong thì sẽ bắt đầu thực hiện các công tác tập huấn theo quy định. Bên cạnh đó thì cũng bắt đầu tiến hành công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới theo các cái văn bản hướng dẫn của bộ. Năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước sẽ thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo lộ trình, việc đổi mới sẽ được tiếp tục triển khai đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 vào năm học 2022-2023, lớp 4 và lớp 8 và lớp 11 vào năm học 2023-2024. Lớp 5, lớp 9 và lớp 12 vào năm học 2024-2025.